Ê, cả nhà ơi thấy nè, thấy có cái muối đầu đi hấp dẫn hấp ngon không? Đây nè, wow, nhìn cái muối sầu riêng hấp dẫn quá cả nhà ơi. Và cái muối khác, đó giống như Nikki chia sẻ nè, là mình nhìn cái nào có muối là mình biết liền. Thì cả nhà ơi, hôm nay Nikki sẵn mua cái trái sầu riêng đông đá ăn, chia sẻ với cả nhà về cái cách lựa sầu riêng của Nikki ha. Thì cái trái sầu riêng này Nikki lựa thì cũng không có quá to, nhưng mà đảm bảo là sẽ có được nhiều muối. Đây là cái kinh nghiệm riêng của Nikki thôi nha. Thì thường thì Nikki lựa những cái trái sầu riêng như thế này thì Nikki thấy được nhiều muối nè. Đó, lựa những cái trái sầu riêng mà nó có những cái muối nó u lên như thế này. Thường thì thấy những cái muối nó u lên như thế này là nó có cái muối nó đầy đặn ở trong á. Rồi, bên đây nữa, bên đây cũng có một cái muối u như thế này nha. Bên đây cũng vậy, nó nhô lên á. Rồi, bên đây cũng vậy. Đây nữa, một muối này thì nó hơi nhỏ tí xíu, nhưng mà tương đối cái trái này là đi kia thấy có nhiều muối. Rồi, mời cả nhà cùng xẻ cái trái sầu riêng cùng với Nikki kia. À, cái trái sầu riêng này thì nó chín nhiều rồi để đông đá nữa nên là nó hơi nứt một tí. Nó nứt sẵn vậy thì mình tách nó cũng dễ. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng tách sầu riêng với Nikki nha. Đây là mình dựa theo những cái rãnh mà nó nứt sẵn sẵn như vậy nè, thì mình tách luôn. Mọi người lưu ý nha, đây là cái đầu nè, cái có cái cùi này ha. Thì thường á là mình sẽ tách ở dưới cái đít trái sầu riêng. Nếu mà trái nào mà nó có những cái nứt sẵn như vậy thì mình tách nó dễ, còn chưa có thì mình dùng cái mũi dao mình tìm từ từ. Nó giống như cái chỗ này nãy nó chưa có nè, thì mình phải lần lần cái mũi dao và mình tìm. Đây là những cái cơm sầu riêng nên là mình nhẹ nhẹ tay tí, mình hở hở nó ra. Rồi khi mà mình lấy những cái mũi dao mình tách tách ra hết á thì xem bây giờ mình đã hở được chưa nha. Được đó, thì mình dùng cái tay mạnh mạnh chút xíu tách nó ra. Đây, cả nhà ơi thấy nè, thấy có cái muối đầu đi hấp dẫn hấp ngon không? Đây nè, wow, nhìn cái muối sầu riêng hấp dẫn quá cả nhà ơi. Và cái muối khác, đó giống như Nikki chia sẻ nè, là mình nhìn cái nào có muối là mình biết liền. Đó. Muối bên đây cũng quá trời to luôn nè.
Cái trái này nó không có to lắm nha. Đó, nãy giờ kẻ nào cũng có muối hết, muối to muối nhỏ thôi. Đó, cái chỗ này thì muối nó hơi nhỏ hơn tí xíu nè, thấy không? Nhìn đây là mình biết là cái chỗ nào nó u nhiều là muối nó to nè. Nè, muối này rất là đặc biệt luôn. Đó. Còn lạnh lắm. Những cái muối mà nó còn lạnh như thế này đó, mình ăn nó giống như là kem vậy đó. Có nhiều người nói không thích ăn sầu riêng đông lạnh, nhưng mà riêng gia đình ít kia thì ăn thích lắm. Bây giờ mình tắt cho hết luôn nha. Rớt ra rồi. Đó, giờ cái để lên dĩa luôn nè. Xong một miếng. Đó. Rồi cái muối này là ngon quá trời luôn á cả nhà ơi. Nó vàng ươm ngon lắm. Dễ lấy thì mình lấy, lấy nha, còn không thì mình lấy cái muỗng. Giờ nó còn lạnh lạnh á, giống như là kem vậy đó. Không, trái nhỏ nhưng mà nếu mà mình biết cách lựa là rất là nhiều muối. Rồi xong rồi nè cả nhà. Cái trái sầu riêng rất là tương đối là nhỏ, không có to lắm. Nikki mua cái trái này là 5 pound. Thì nó hơn 2 kg một tí xíu thôi, nhưng mà được bao nhiêu muối đây nè. Nhiều lắm á. Rồi bây giờ Nikki đã khui cái trái sầu riêng xong rồi đây nè. Quá trời muối luôn ha. Trái sầu riêng nhỏ 4-5 pound thôi, nhưng mà rất là nhiều muối luôn. 5-6 muối luôn á. Rất ngon, rất hấp dẫn. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với Nikki ha. Bây giờ Nikki ăn thử một muối nha. Lấy cái muối trên cùng này nè. Bây giờ Nikki ăn thử cái muối này nha. Giờ nó đã rã đông rồi, bớt lạnh rồi đó. Ngon lắm mọi người ơi. Bây giờ nó còn cái độ lạnh giống như là ăn kem sầu riêng vậy đó. Ngon lắm. Nikki thích ăn cái sầu riêng đông lạnh này nè. Hạt lép xẹp cả nhà ơi. Ngon lắm. Nếu ai thèm sầu riêng thì mình có thể mua sầu riêng đông lạnh ăn cũng được nha. Nói chung là sầu riêng tươi thì càng ngon. Nhưng mà không có mua được sầu riêng tươi thì mình mua sầu riêng đông lạnh á, cũng rất là tuyệt vời. Rồi video đến đây thì Nikki xin phép tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.